Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời gian qua, nhiều địa phương trong cả nước đã thực hiện hỗ trợ và phát triển sản phẩm nông sản tiêu biểu thông qua việc quy hoạch vùng nguyên liệu, hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học công nghệ để tăng năng suất, sản lượng và chất lượng, triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chế biến, v.v. Đối với tỉnh Bắc Cạn, để hỗ trợ phát triển sản phẩm nông sản, việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông sản địa phương, nhất là các sản phẩm thế mạnh như là rong giềng, quýt, hồng, gạo bao thai được tỉnh đặc biệt chú trọng. Phát triển sản xuất hàng hóa các sản phẩm đặc trưng của địa phương là hướng đi quan trọng được tỉnh Bắc Cạn xác định, tập trung thực hiện nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đến nay, tỉnh đã có 5 sản phẩm được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có 2 sản phẩm hồng không hạt Bắc Cạn và quýt Bắc Cạn, sản phẩm được cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý và 3 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể, gồm gạo bao thai Chợ Đồn, miến rong Bắc Cạn và gạo khẩu Nua Lếch Ngân Sơn. Được công nhận quyền sở hữu trí tuệ chính là cơ hội lớn để các sản phẩm đặc sản này khẳng định danh tiếng, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Từ khi mình cơ sở sản xuất của mình làm được cái thương hiệu của cơ sở của sản phẩm miến rong của mình, được sự hỗ trợ của bên Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công, thì cái miến rong của mình thì bán ra ngoài thị trường thì tốt hơn lúc mà chưa có thương hiệu. Sản phẩm của mình thì bây giờ ra ngoài thì được người tiêu dùng họ ưa chuộng hơn vì mình có được cái thương hiệu riêng, có được địa chỉ, có mã số mã vạch, thì có địa chỉ sản xuất rõ ràng thì người tiêu dùng cũng yên tâm hơn khi dùng sản phẩm của mình. Với cái quy mô hiện tại và cái thị trường hiện tại, sản phẩm chúng tôi là chưa đủ bán. Thì chúng tôi đang hướng tới một cái thị trường nó rộng rãi hơn và một cái quy mô sản xuất nó lớn hơn. Thế thì tôi đang hướng tới năm 2018 tôi nhân cái sản phẩm này lên gấp 5 lần. Mục tiêu của tôi làm thế nào để tiêu thụ hàng nông sản cho bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn, đặc biệt là các xã Nông Thượng, Dương Quang và Xuất Hóa, để tiêu thụ cái sản phẩm nông sản, tiêu thụ cái sản phẩm chuối cho bà con nông dân trên địa bàn. Thời gian qua, việc xây dựng nhãn mác hàng hóa, thương hiệu ở nhiều cơ sở sản xuất chưa được chú trọng, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tự phát nên việc xây dựng và phát triển sản phẩm nông sản ở Bắc Cạn là rất khó khăn. Nhận thức được điều này, tỉnh Bắc Cạn đã tập trung nguồn lực để xây dựng thương hiệu nông sản của mình trên cơ sở lựa chọn thế mạnh từng vùng. Những sản phẩm được sản xuất mở rộng sẽ xây dựng chính sách phù hợp nhằm từng bước khai thác, phát huy những lợi thế sản phẩm vùng miền, gây dựng uy tín thương hiệu hàng hóa và sản phẩm có chất lượng tốt để vươn ra thị trường trong và ngoài nước. Thì để nếu mà có thương hiệu thì để mình tạo cái sự tự tin và cái tin tưởng thêm nữa vào cái sản phẩm của mình khi mà mình có thể là giới thiệu, gọi là quảng bá sản phẩm, thì mình có thể là yên tâm. Khi mà tạo được thương hiệu rồi ấy, thì là cái thị trường là cái quan trọng để giúp cho cái hợp tác xã phát triển. Hỗ trợ mẫu mã bao bì thì cái chỗ này thì chỗ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại của Sở Công Thương thì đã tiến hành được 3 năm nay. Thế còn năm 2017 thì là được 8 đơn vị thì cũng hỗ trợ cho cái sản phẩm miến rong, trong đó lại có cả sản phẩm chuối khô, sản phẩm thêm cái sản phẩm về măng khô nữa. Thế nhưng mà cái việc hỗ trợ này là hoàn toàn đến bây giờ là phát huy tác dụng. Tất cả những cái sản phẩm mà được đóng gói bao bì này đều là có giá trị thương hiệu. Việc tỉnh Bắc Cạn chú trọng hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp nông thôn có chất lượng tốt đã và đang giúp người nông dân có cơ hội giới thiệu những sản phẩm của mình đến người tiêu dùng nhiều hơn. Cùng với đó, sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh cũng ngày càng chuyên nghiệp và có sự liên kết chặt chẽ hơn, góp phần quảng bá, kết nối đưa các sản phẩm nông sản của tỉnh đến với các thị trường trong và ngoài nước.